Xin chào mọi người đang xem video, tôi là Tuấn Phong Thủy. Trong video hôm nay thì tôi muốn chia sẻ với các bạn về ý nghĩa về hai cái con số cuối của số điện thoại có thể nói lên cái điều gì. Như các bạn đã biết thì hiện nay ví dụ như là các bạn đang mua một cái sim phong thủy chẳng hạn, thì cái người bán sim họ sẽ sử dụng những kiến thức mà họ đã biết, ví dụ như là 68 thì nó sẽ là lộc phát này, hoặc là thần tài lớn này, thần tài nhỏ này, đấy, hoặc là tam hoa, hoặc là rất là nhiều những cái cách gọi khác. Thì đây chỉ là những cách gọi thôi, những cách gọi để các con số thôi. Còn thực sự ra ấy, để mà phân tích hai con số cuối của số điện thoại ấy, thì nó có thể phân tích ra rất là nhiều thứ, thậm chí là về cái công danh của bạn này, về cái tiền bạc của bạn này, thậm chí là về cái phong thủy nhà của bạn. Nó rất là hay ở chỗ đấy. Tôi muốn chia sẻ với các bạn một câu chuyện, đó là về một cái ngày đêm hôm đó rất là muộn, khoảng tầm 1 giờ đêm, thì tôi có đăng cái status lên trên Zalo của mình, tức là một cái bảng tin Zalo của mình, đó là nếu ai biết muốn biết cái ý nghĩa của hai số điện thoại của bạn nói lên điều gì thì hãy comment dưới video này. Thì có một bạn thì tôi cũng rất là nhiều người bạn thì tôi cũng không quen cái người đó, và sau đó bạn đó comment số hai số đuôi số điện thoại của bạn xuống cái bài của tôi, và sau đó thì tôi đã sử dụng các cái học thuật liên quan đến phong thủy, liên quan đến kinh dịch. Và sau một hồi luận đoán thì tôi có hỏi bạn đó một vài câu. Câu đầu tiên tôi hỏi có phải nhà em là mới sửa nhà không, thì bạn đấy thừa nhận là đúng, nhà em là mới sửa chữa lại nhà và sơn sửa lại. Cái câu hỏi thứ hai tôi hỏi bạn đó là em thử kiểm tra lại xem là cái bếp nhà mình ấy, nó đang phạm gì không, ví dụ như là nó đối diện nhà vệ sinh hay không, cái bếp có tọa của nhà vệ sinh hay không. Thì bạn ấy phản hồi là đúng như thầy đang nói, là cái bếp nhà em hiện nay đó là đang kê đối diện với lại cái nhà vệ sinh. Và câu hỏi thứ ba tôi hỏi bạn đấy là có phải là bản thân em hoặc là những người trong gia đình của em đang mắc cái bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, liên quan dạ dày hay không. Thì bạn phản hồi là đúng, em cũng đã bị mắc cái bệnh về cái đường tiêu hóa, mình dạ dày 1 năm nay rồi và chưa chữa khỏi. Đấy, tức là tôi muốn chia sẻ với bạn rằng tôi chỉ thông qua hai số cuối của điện thoại thôi. Đấy, các bạn ấy comment xuống trong cái bài của tôi thì tôi đã luận đoán ra rất là nhiều điều xung quanh cuộc sống của bạn đó, chứ không phải là chỉ mang ý nghĩa là phát tài này, chỉ mang ý nghĩa là tam hoa, chỉ mang ý nghĩa là thần tài lớn tài nhỏ. Khi mà sử dụng những kiến thức, những học thuật liên quan đến phong thủy thì có thể luận đoán được rất là nhiều thông quanh cuộc sống của họ. Đấy, nó rất là hay ở chỗ đấy. Đây là tôi chỉ luận đoán sơ qua nhé, còn để có thời gian ấy có thể phân tích ấy, thì có thể luận đoán ra rất là nhiều về thêm rất nhiều điều về cuộc sống của các bạn này, ví dụ như là về mối quan hệ vợ chồng này, các bạn này, về quan hệ về bố mẹ ra làm sao này, về phong thủy nhà như thế nào này, về công danh ra làm sao, về tiền bạc ra làm sao, thì đều có thể đoán được chỉ thông qua hai số cuối số điện thoại của bạn thôi, thì đều có thể đoán được về cái tình trạng hiện tại của một cái người đó. Đấy, cái sự vi diệu khi mà áp dụng học thuật vào hai số điện thoại, và nó rất là ứng nha, nó rất là ứng với cái người đó, cái người đang sử dụng, cái cuộc sống của họ đang sử dụng cái số điện thoại đó, nó cực kỳ ứng nghiệm. Còn có một cái ví dụ khác, đó là tôi đã từng đoán cho một người bạn của ba của tôi, đó là tôi đã hỏi là sau khi xem cái điện thoại có hỏi là rằng là thế nhà bạn thì có phải là được xây trên cái nền bị giếng không, hoặc là xung quanh nhà bạn không bị giếng không. Thì ban đầu ấy thì bạn ấy bảo là không, làm gì có giếng nào, đất mới không có giếng nào. Nhưng sau đó bạn đấy hỏi lại bố mình ấy một ngày hôm sau ấy, thì bạn đã phản hồi là đúng là cái nhà của bạn được xây trên nền bị giếng, nó bị lấp rồi, bởi vì nó thời gian nó khoảng tầm gần 20 năm rồi nên bạn ấy không biết về cái việc này. Và sau khi hỏi lại bố ấy, thì biết được rằng là đúng mà trước kia có lấp một cái giếng, mà hiện nay là nhà đang xây trên nền bị giếng. Đấy, rất là hay như vậy, vì rất cực kỳ là vi diệu. Có thể là bạn cho rằng đó là cái sự bói toán cũng được, có thể là bạn cho rằng đó là cái sự mê tín cũng được, nhưng mà trên thực tế thì tất cả cái này đều có thể để học được dựa trên những cái học thuật, dựa trên những bộ môn hoàn toàn để học được, và nó sẽ có những cái sự rất là vi diệu, nó sẽ thông báo cho chúng ta biết được trước những cái sự cực kỳ là vi diệu thông qua cuộc sống của chúng ta, thông qua cuộc sống của người hỏi chúng ta. Đấy, thì thông qua video này thì tôi muốn chia sẻ những cái điều tuyệt vời thông qua những cái số điện thoại của bạn có thể nói những cái điều gì về cái cuộc đời của bạn. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của tôi trong hôm nay. Nếu như bạn thấy video này hay thì like và đăng ký kênh để được video chia sẻ mới nhất về kiến thức phong thủy của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người.